Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và quý vị khán giả thân mến, một vài câu chuyện đã được kể ở đây để rồi chúng ta đều có thể nhận ra một cái điều nó gần như là chân lý. Thực sự thì mỗi người ở trong cái chăn của mình, ở trong cái vùng của mình thì sẽ cảm nghiệm rất là rõ là mình đang gặp phải chuyện gì và cuộc đời của mình trải qua những điều gì. Và ngày hôm nay thì là câu chuyện gì và là câu chuyện của ai? Thì ngay bây giờ xin mời mọi người cùng gặp gỡ với nhân vật tuần này nhé. Chào em. Em chào chị, xin chào mọi người. Em tên là Thư, thì năm nay em 26 tuổi. Mọi người biết đến em với biệt danh là Cô Quý. Công việc hiện tại của em thì em có bán bánh mì chay buổi sáng và em có bán khô nấm ở trên TikTok. Ngoài ra thì em là một KOL và là một họa sĩ tự do nữa. Rất là nhiều những cái điều đặc biệt luôn. Khô nấm thì tức là khô chay hả? Dạ. Cái xe bánh mì buổi sáng của mình là ở đâu vậy em? Em bán ở 68 Trần Quốc Thảo. Đó mọi người, 68 Trần Quốc Thảo nha, rồi dễ thương quá. Thế còn khi mà mình theo đuổi cái công việc vẽ tranh của mình á, là thường là mình theo cái trường phái nào? Dạ, em thì em vẽ chân dung, em vẽ tả thật. Thực ra thì bây giờ khi mà chị gặp em và nghe em giới thiệu như vậy thì lại thấy có quá nhiều câu chuyện. Thư nghĩ là ngày hôm nay Thư sẽ muốn cho mọi người biết cái chuyện gì? Chắc là về gia đình em và cụ thể hơn là về ba em. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu kể về gia đình hoặc là một câu chuyện liên quan đến gia đình với cái nội dung nào được coi là cái nội dung gọi là từ đó mà mọi chuyện nó bắt đầu. Ở nhà em thì có ba mẹ và hai chị em là em có hai chị em. Thì mẹ em gửi em vào chùa năm em 5 tuổi. Thường thường thì con nít nó không có nhớ rõ lắm, nhưng mà em nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên mà mình vô chùa. Cái lý do mà mẹ gửi mình vào trong chùa thì nó liên quan đến cái lý do gì vậy? Nguyên một tuổi thơ luôn là em chỉ nhớ duy nhất cái ngày hôm đó. Trước hôm đó mẹ em nói với em là sẽ dẫn em tới một nơi này, và ở đó thì có rất là nhiều cây mà có bạn chơi. Thì em mới chịu đi. Thì mẹ em gửi em vào đó. Nguyên một tuổi thơ thì em cũng không có biết lý do. Cho đến khi mà em đủ lớn lên và gần đây thì em có liên lạc lại với mẹ thì em mới biết là qua lời kể của mẹ thì gia đình em, ba mẹ em thường xuyên cãi nhau rồi bạo hành. Ba em đánh đập mẹ em, xong rồi mẹ em phải trốn đây trốn kia. Sau đó thì mới gửi em vào chùa và nuôi em. Chị muốn hỏi một cho nó chi tiết hơn một tí ha. Cái năm mà mẹ gửi mình vào chùa đó, cái ngày mà mình đến chùa với mẹ, thì thực ra lúc đó thì cơ thể của em, những cái vấn đề về sự hạn chế của mình á, là nó đã bộc lộ chưa, hay lúc đó em vẫn là một em bé bình thường thôi? Dạ, lúc đó thì em đã như vậy. Cho đến giờ thì em vẫn không biết chính xác, nhưng mà em nghe kể lại là do em bị sốt và sốt cao quá thì em mới như vậy, kiểu bị teo cơ đó. Từ trước cho đến khi em lớn lên luôn, em luôn nghĩ là do mình như vậy nên là mẹ mình mới gửi mình vào chùa và chọn nuôi em, trai của em. Mình có hai chị em thôi, mình và cậu em trai. Cái năm mà mình đến chùa là em trai của mình ra đời chưa? Em trai em thì cách em 2 tuổi. Thế thì cái ký ức của cái ngày mà mình đến đấy, xong rồi mình ở lại đó một mình, sau đó em có cố gắng đi hỏi tìm mẹ với các sư trong chùa không? Cái ngày đầu tiên á, khi mà em lớn lên thì sư chủ trì mới kể là cái ngày đầu tiên em là một đứa trẻ rất là khác. Tại vì em rất là lanh, và mặc dù em chưa biết chữ nhưng mà dường như em biết mọi thứ luôn. Nhưng mà sau ngày hôm đó thì em chỉ có thích chơi một mình thôi, em không có thích nói chuyện với mọi người nhiều nữa. Từ sáng đến chiều, thì đến lúc chiều của ngày đầu tiên đó em mới biết là em bị bỏ. Thì em mới hỏi sư cô là mẹ con đâu, thì sư cô mới nói là mẹ con bỏ con lại đây rồi. Em nhớ là sau đó thì em không có hỏi nữa. Nó rất là nhiều cảm xúc, chứ bắt đầu từ lúc mới bỏ là mình trông xong rồi mình chờ, mình cũng có trách, mình cũng ghét, nhưng mà sau đó thì mình chấp nhận rồi mình thông cảm. Là cả một quy trình từ nhỏ đến lớn, cả một quá trình chuyển hóa, nó không phải là chuyện đơn giản. Cái thời điểm nào mình tạm thời dọn dẹp những cái cảm xúc mang tính hờn giận, oán trách, phẫn nộ để mình chuyển nó thành một cái dạng cảm xúc tích cực hơn, thì cái khoảng thời gian đó, năm đó em cỡ bao nhiêu tuổi em nhớ không? Chỉ mới gần đây thôi, nên là nó là một hành trình rất là dài luôn. Khi mà em có công việc, em có khi mà em làm truyền thông nữa, thì em nhận được sự thông cảm, sự yêu thương của mọi người. Và khi mà em nhận nguồn năng lượng tích cực, xong em chia sẻ nguồn năng lượng tích cực,
thì suy nghĩ trong em nó mới dần thay đổi. Lúc đó thì em mới cảm thấy là dù sao thì nó cũng đã qua rồi á, giờ mình có trách hay là gì đó thì em và cả mẹ em nữa đều sẽ có một cái gì đó rất là khó chịu ở trong lòng. Đó là lý do mà em mới quyết định là em nói chuyện lại với mẹ, mặc dù trước đó thì em không bao giờ em có thể nói chuyện với mẹ. Thực ra không dễ dàng gì cho một cái đứa trẻ mười mấy năm trưởng thành đi qua những cái chặng mà nó cũng rất là khó khăn với một em bé mà được chung sống với gia đình, hoặc là cái cơ thể nó thuận lợi là đã khó rồi. Nhưng mà khi mình phải trưởng thành ở một cái nơi mà mình nó rất là xui ở chỗ đó là cái ký ức của em nó khắc họa quá rõ cái ngày mà em được bỏ lại. Đôi khi một em bé mơ hồ hiểu rằng là mình ở đây, mình ở đây rồi mình lớn lên thế thôi. Nhưng mà ký ức của em lại in một cách rất là đậm sâu cái ngày mà mẹ tới và sau đó mẹ đi nhưng mà mẹ không mang mình theo. Thì phải hiểu rằng là suốt những năm tháng nó trằn trọc, khó chịu. Trong những năm tháng đó, có khi nào em ngồi em nghĩ là nếu mà mình gặp lại mẹ thì cái câu đầu tiên mà mình nói với mẹ sẽ là cái câu gì không? Em gặp lại mẹ, em chỉ muốn hỏi sao mẹ bỏ con ở đây thôi. Thế thì sau đó vì sao mà mình gặp lại mẹ được? Chỉ như mẹ em để em trong chùa thì mẹ em không biết mẹ em thôi, nhưng mà mẹ em sẽ biết em ở đâu. Nên là mẹ em có ghé qua, mẹ em ghé qua thăm. Em nhớ là lần đầu tiên thì em không nhớ là cách đó mấy năm mẹ em có ghé qua một lần. Nhưng mà lần đó thì em vẫn nhớ mẹ, nhưng mà em không hiểu sao là lúc đó em không có gần lại mẹ được nữa. Nó giống như là một người xa lạ luôn. Và em nhớ là em không có hỏi, nhưng mà sư cô nói là mẹ con đó, nhưng mà em cứ ngồi em nhìn vậy thôi, chứ em không có muốn lại ơn hay là gì. Mặc dù nếu như mà không có mặt mẹ đó là mình cũng trăn trở là mẹ đâu rồi, nhưng mà đến khi gặp là giống như mình bị block down. Mình lúc đó em còn nhớ biểu cảm của mẹ em như thế nào không, ở cái lần đầu mà mẹ quay trở lại? Em chỉ nhớ mơ hồ là sau đó thì mẹ đi về thì mẹ có khóc. Thực ra cũng rất là khó để có thể ngồi đây mà mô tả một cách chính xác là mẹ đã như thế nào. Chúng ta chỉ biết là em đã như thế nào thôi. Thực ra cái cảm giác mà gọi như là đóng băng cơ thể khi mà mình gặp lại mẹ, nó là một cái diễn biến tâm lý thường thấy khi mà chúng ta ở trong tình trạng bị tổn thương. Đến lần thứ bao nhiêu em mới có thể ngồi gần mẹ và nói chuyện với mẹ? Sau đó thì mỗi lần em gặp mẹ em vẫn cứ mẹ ngồi đó em ngồi đó. Sau đó mẹ đi về nó cứ như vậy. Em nghĩ tới giờ thì nó cũng không có gần lại nhau là mấy. Nó chỉ đỡ sơ cứng hơn thôi. Đến bây giờ luôn hả? Có khi nào mẹ trách em không? Có một thời gian em rất là sợ sự tiêu cực. Nhưng mà mẹ mỗi lần mà em kiểu em muốn nói là thôi kiểu bỏ qua mọi chuyện để cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, thì bắt đầu mẹ lại kể những chuyện hồi xưa, xong rồi tại này tại cái kia, xong rồi mẹ than, xong rồi mẹ nói là tại sao em không hiểu cho mẹ. Cái lúc đó em rất là khó chịu ở trong lòng, nên là em quyết định là em chặn luôn. Cho tới gần đây thì kiểu bạn đồng hành của em á mới bảo là nói chuyện lại, thì cái em mới hỏi. Đó là lần mà hai mẹ con có thể nói chuyện lại gần nhất, là kiểu giống như nếu mà mẹ hỏi thì em sẽ trả lời. Còn những lần trước đó thì sao? Gần như là im lặng. Và có phải nói là câu hỏi đầu tiên mà em hỏi mẹ là nó sẽ là một cái màn đối đáp, chứ không phải là một người nói và một người nghe. Em hỏi mẹ là mẹ có nhớ ngày sinh của con không? Dạ, để cho lúc mà em với bạn em làm việc á, thường là tụi em cũng muốn coi thử thần số học á, nên là tụi em cũng có thắc mắc. Em tại vì ở ngày ở trong chùa em không phải là ngày sinh chính thức, thì mẹ em lại nói là không nhớ, nên là em lại bị tổn thương một lần nữa. Em nói là tại sao là ngày sinh của con gái đau lòng nhưng mà không nhớ. Em trai của em thì dường như là cái cầu nối duy nhất mà có thể hàn gắn được cái mối quan hệ này á. Thì em trai của em cũng nói là chị về với em lần này đi, thì mẹ em mới sửa nhà, mẹ em mới xây nhà. Nên là em cũng mới quyết định là em thu xếp thời gian và em về sau gần ấy năm. Là bao nhiêu năm? Từ 5 tuổi cho tới nay em 26 tuổi rồi. Là em về nhà chưa? Là duy nhất một lần thôi. Cách đây khoảng một tháng. Là 20 mấy năm? 21 năm mình mới quay trở về.
cái cảm giác của cái việc quay trở về nhà nó như thế nào thưa? Lúc đầu em cũng rất là sợ luôn và em không biết là mình sẽ đối mặt với mẹ như thế nào hết. Em sợ nếu như mà mẹ lại than thì mình không biết phải làm sao. Và nếu như mà mình có làm gì đó mà mình khiến mẹ buồn thì mình cũng thấy có lỗi. Em cũng chuẩn bị tâm lý rồi, sau em bước về bữa đó em nhớ là bữa đó là cúng ngày để xây nhà xong á. Mẹ em chuẩn bị cúng xong rồi, sau đó thì hai người chỉ ăn uống xong rồi em đi về. Em nhớ là nếu như mà lâu quá không gặp, em dĩ nhiên là sẽ không có thân thiết được. Nhưng mà em vẫn mong chờ là có một cái lời hỏi han á, nhưng mà em vẫn không nhận được. Thực ra chị cũng có một câu định hỏi em nãy giờ, đó là trong suốt những cái lần gặp nhau giữa em với mẹ em, trừ cái lần mà mình bị đóng băng cơ thể, mình không có nói được gì, thì đến khi mà có thể nói được trực tiếp hoặc là nhắn tin, thì có bao giờ mẹ em hỏi về cái cuộc sống của em trong suốt bao nhiêu năm mà bà để em ở trong chùa nó diễn ra như thế nào không? Có bao giờ mình nhận được những cái câu hỏi han đó từ mẹ không? Thường thường thì sẽ là em hỏi mẹ, mẹ có khỏe không hay là mẹ đang như thế nào thôi. Mỗi lần em muốn nhắn tin hỏi thăm mẹ là em đã suy nghĩ rất là lâu rồi. Và em mới, khi mà em giống như là lấy hết dũng khí rồi em mới nhắn cho mẹ. Thì em mong chờ chỉ là mẹ ok, mẹ sống rất tốt rồi, con có khỏe không? Thì nó sẽ dần dần nó dễ hơn. Nhưng mà lần nào cũng là mẹ cũng sẽ nói về những chuyện ngày xưa, xong rồi tại sao, xong rồi sao. Nói những chuyện rất là tiêu cực. Nên là giờ em... ví dụ đi, nếu như mà em nhắn cho mẹ em cái câu đầu tiên là dạo này mẹ khỏe không? Thì cái hồi đáp của mẹ, của cái tin kế tiếp nó sẽ là cái gì? Mẹ đang bệnh, mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Sau đó là tại ngày xưa ba con như vậy nên mẹ phải để con vô chùa, nhưng mà con lại không hiểu cho mẹ. Đó chỉ có một cái nội dung đó thôi, nhưng mà lần nào em muốn là em nói là mẹ hãy bỏ qua những cái chuyện đó đi, tại vì dù gì nó cũng không có thay đổi được nữa rồi. Sau đó thì nó bẵng đi là dĩ nhiên nó sẽ sang những năm khác, nhưng mà cuộc nói chuyện nó lại bắt đầu như vậy nữa, nên là em vẫn rất là sợ mỗi lần mà em muốn hỏi thăm mẹ. Em có mong muốn mẹ thay đổi hơn không Thư? Em chỉ mong là mẹ bỏ qua những chuyện cũ đi. Cả mẹ và em thì em cũng không nghĩ là có thể như ba gia đình khác là có thể mẹ mẹ con, nhưng mà em nghĩ thì nếu như mà dành thời gian để từ từ thì nó vẫn sẽ dễ, nó vẫn sẽ thoải mái hơn một xíu. Thực ra đôi khi chúng ta cứ đắm chìm trong cái sự biện hộ về những cái điều mà mình đã làm ở trong quá khứ với một ai đó, mà quên mất rằng là cái điều mà nó cần thiết hơn cái điều đó nữa, đó là cái việc là mình sẽ phải đi chữa lành. Em cần cái sự chữa lành, chứ em không cần cái lý do của câu chuyện đã xảy ra rồi. Giờ chị giả định nha, nếu như bây giờ một cái cuộc nói chuyện hoặc là một cái tin nhắn nào đó mà từ phía mẹ, mẹ sẽ dành cho em những câu hỏi là rồi hồi đó đó, lúc mà con ở trong chùa đó, chị nói những cái chuyện ví dụ rất là riêng tư thôi, ví dụ như là khi mà con dậy thì đi, thì con làm sao, mấy sư có giúp đỡ con không, hoặc là mẹ sẽ hỏi em là rồi ở trong đó hồi xưa là được ăn uống như thế nào, hoặc là bây giờ mẹ sẽ hỏi rồi dạo này cái công việc của con nó có khó khăn không, thì em sẽ thế nào Thư? Giống như là lần mà đầu tiên em về thăm nhà, em cũng mong là mẹ em sẽ hỏi về cuộc sống của em hiện tại, tại vì em lên Sài Gòn thì em chỉ có một mình thôi và em tự lo mọi thứ. Nên là nếu như mà mẹ em hỏi như vậy thì em sẵn sàng sẽ trả lời, và em sẽ nói là em tự nhiên em sẽ nghĩ là những cái lý do mà mẹ bỏ em thì chỉ là cái chuyện mà bất đắc dĩ thôi, và tự nhiên em sẽ chấp nhận mọi thứ. Thế thì hình ảnh của một người cha là một cái hình ảnh rất là mờ nhạt nãy giờ trong câu chuyện của mình. Ký ức của em về ba như thế nào? Ký ức trước khi em lớp 3, lớp 4 là lần đầu tiên em nghe giọng của ba. Trước đó thì em chỉ còn một ký ức về hình ảnh, lại không nhớ mặt đâu. Nhưng mà em nhớ là hình ảnh em ngồi trong một cái chiếc xe tập đi. Sau đó thì ba nâng em lên và ba em bỏ em qua giường hay là gì đó. Sau đó thì ba cầm cái xe đó và quýnh mẹ em. Thì em chỉ nhớ lại cái ký ức nó như vậy thôi. Còn lại thì khuôn mặt hay là giọng nói thì em không nhớ. Thế thì cái ngày mà mẹ dẫn mình vào chùa là ba không có ở nhà? Lúc ba đó không có thì sống ba chung mẹ với em mình. Đã là vậy không? Em nghĩ là vậy, em chỉ nhớ được những mảnh ghép rất là rời rạc. Mình chỉ nhớ là lúc mà mình vào chùa chung với mẹ là thời điểm đó là ba đã không có ở nhà rồi. Dạ. Thế thì đến năm mình 9-10 tuổi, có một chú là chú đã vô chùa. Chú đó kêu là chú là bác ở bên ba. Sau đó chú đó gọi và để em nói chuyện với ba. Thì em lại nghe được một câu chuyện nó
nó ở một cái khía cạnh khác. Là về qua lời kể của ba thì ba lại nói là mẹ mày hư lắm, không nuôi được con lại quăng vô chùa, không nuôi được thì để tao nuôi, kiểu như vậy. Đó là ký ức duy nhất của em về ba thôi. Sau đó thì bác đã không vô chùa nữa và em cũng không có liên lạc được với ba. Thế mẹ có biết cái cuộc gọi đó không? Em có kể cho mẹ nghe cuộc gọi đó bao giờ chưa? Tức là nếu mẹ coi chương trình hôm nay thì mẹ mới biết. Thế rồi sau đó thì song song với những tháng ngày mà mình cứ mong nhớ về mẹ, nghĩ về mẹ, thì cái tình cảm, cái mong nhớ mà mình dành cho ba nó như thế nào? Em rất là muốn gặp ba để... không chắc là mình muốn gặp vì mình thương, tại vì mình đã quên hết rồi. Nhưng mà em vẫn muốn là xem thử ba mình như thế nào, có giống mình hay không, và mình có giống ba hay không, và ba mình có sống tốt hay không. Thế thì theo những cái nhân thân, bởi vì em đã gặp lại mẹ rồi, thì từ mẹ mình có thể lần ra được gia đình bên nội và gặp được ba không? Qua lời kể của mẹ thì hẳn là mẹ rất là ghét ba nên là em không có bao giờ hỏi. Có một điều chắc chắn rằng là khi họ không còn là vợ chồng và những cái diễn biến ở trong cuộc hôn nhân đó đến cái mức mà mẹ em, chị không nói là mẹ đúng hay mẹ sai, nhưng là mẹ đã làm một cái hành động mà thường những bà mẹ không làm, đó là dẫn em để ở trong chùa, thì chắc chắn là mối quan hệ giữa ba với mẹ em là một cái mối quan hệ nó có nhiều những cái mắc mớ lắm, nó có nhiều những cái gãy đổ lắm. Nên là nghe từ phía mẹ thì có thể cũng không phải là một thông tin thật, mà nghe từ phía ba thì cũng chưa chắc đã là một thông tin thật. Mình lần tìm thông tin thì có thể mà, bởi vì mình đã biết mẹ là ai và cái người em hỏi có thể không cần phải hỏi trực tiếp mẹ. Thế thì điều gì nó làm cho em dừng lại ở cái việc đó là mình có đủ điều kiện để mình lần ra ba của mình đó, nhưng mà rồi thì em chỉ để nó là một cái mong ước thôi chứ em không có hành động. Em không hỏi em bởi vì em ở chung với mẹ. Và có một lần thì em muốn xem hình của em hồi nhỏ nên là em mới hỏi em hỏi vậy nhà mình có hình của ba không? Em mới nói là em không biết mẹ giữ, nhưng mà mẹ rất là ghét ba. Vượt qua lời kể của em thì em ở với mẹ em mà, nên là mẹ em thấy ba em như thế nào thì nó sẽ thấy như vậy. Em nhớ là từ lần đó thì em không hỏi mẹ em với lại em về ba em nữa. Thế quê của ba thì ở đâu? Em chỉ nhớ là ở ngoài Bắc hay là Hải Phòng gì đó. Em thì em rất là sợ những câu chuyện về tiêu cực, tại vì em suy nghĩ rất là nhiều và em sẽ dễ bị ảnh hưởng. Là nếu như mà mẹ em kể không đúng về ba thì em sợ là mình cũng sẽ ghét khi mà mình chưa hiểu. Thực ra như vậy nè Thư, em có nghĩ để em đang ở trong cái tình trạng này không? Cái mong muốn được nối kết lại với người thân của em á, là cái mong muốn mà ở đó em muốn mọi người phải, dĩ nhiên em không có dữ dằn đến mức độ này đâu, nhưng mà trong phần tiềm thức của em á, là một cái phần tiềm thức nó đòi hỏi một cái chuyện, đó là muốn mọi người sẽ phải có một sự dằn vặt nhất định về cái việc là mọi người đã không có tận tụy, không có đối xử một cách tử tế bình thường với em. Cho nên cái việc mà mình mong muốn được gặp lại là cái mong muốn để cho mọi người thấy được rằng là mọi người đã tệ như thế nào. Nhưng mà căn bản thì cái phần ý thức của em á, em vẫn là một cái người mà không có ác và cũng không có muốn đi tấn công ai. Thành ra là một mặt là có muốn tìm bởi cái sự thôi thúc của cái phần tiềm thức đó, nhưng cái phần ý thức là cái phần mà em cũng muốn bỏ qua mọi chuyện để không cần phải quá đau đớn về quá khứ. Từ đó em cứ dùng dằn trong cái suy nghĩ đó là một nửa muốn đi tìm gặp, một nửa muốn biết họ ở đâu, một nửa thì em không hành động gì hết. Tại vì thực ra ở một cái thế hệ, một cái thời đại này thì cái việc em hành động để em tìm ra được ba em nó không khó, hoặc là chỉ ít tìm ra nhà nội nó không khó, bởi vì chắc chắn là mẹ em phải có nhân thân, mẹ em không có, bà con cũng phải có những người bạn, đúng không? Mẹ em thì từ mối quan hệ của người mẹ có thể lần qua mối quan hệ của người ba mà. Nhưng mà tại sao mình không làm quyết liệt cho đến cùng, là bởi vì thực ra cái vết thương ở trong em á, nó mong muốn gặp bằng một lý do khác. Còn cái ý thức hiện tại của em thì em mong muốn đời mình nó yên bình thôi. Thành ra em cứ bị dùng dằn giữa cái suy nghĩ như vậy mà em không có hành động. Em không có liên lạc với em, mẹ em từ nhỏ đến lớn, nên là mẹ em còn rất là khó để mà liên lạc đó. Cho tới tận đây thì người thân của mẹ lại là một chuyện đó xa hơn nữa. Hay nói cách khác là em cũng sợ sự thật, em cũng nói đó, em cũng không muốn chấp nhận sự thật, nên là em muốn bỏ qua như vậy. Nên là một mặt mình vẫn muốn cho mọi người biết được một cái sự thật nó tàn nhẫn với đời mình như thế nào, vì cái sự thờ ơ, cái sự không gắn kết của người lớn.
Nhưng mặt khác thì em cũng không muốn đối diện với một lần nữa với những cái đau khổ, với những cái lời nói, hoặc là tiếp nhận lại một con người mà mình thừa hiểu rằng là tình yêu thương nó không có đủ đầy. Thực ra chị bóc tách cái đoạn này để làm chi? Để chính em phải là cái người xử trí. Nếu như em vẫn cảm thấy là em không bỏ qua được quá khứ thì em phải quyết liệt cho đến tận nguồn tận gốc. Còn nếu như mà em cảm thấy là không, cái việc tìm tận nguồn tận gốc nó quá khó với mình, nó tốn thời gian của mình, trong khi bây giờ mình đang có quá nhiều việc tốt để mình làm, vậy thì mình phải dẹp bỏ luôn cái trăn trở trong lòng là không cần phải gặp lại. Chứ bây giờ mình không có nuôi giữa giữa như vậy, nó khó chịu. Em do em cũng không có biết là em nghĩ là ba em có gia đình mới, và em cũng không có chắc là gia đình mới có biết sự tồn tại của em không á, và cũng như là mẹ em hay là em hay là nếu như mà em vô tình mà em khơi gợi là cái chuyện đó thì nó có thêm một cái gia đình nữa nó lại bị xoáy vào đây. Mình nghĩ cho nhiều người quá hả? Nhưng mà mình có cam tâm không? Mình có cam tâm với cái việc đó là thôi thì coi như mình đã đến với đời này theo cái kiểu đó là mẹ chỉ là cái nhân duyên để mình được sinh ra thôi. Còn lại thì thôi, mình có thể cái diễn biến trong cái phần đời này của mình là một cái diễn biến mà không cần phải gắn kết với cha với mẹ. Thì bây giờ em có cam tâm với cái suy nghĩ đó không? Là mình lo tốt phần của đời mình, coi như cái nhân duyên với bố mẹ là cái nhân duyên để được sinh ra thôi. Có một giai đoạn khi mà em đã tự lập, em đã tự lo được hết mọi thứ rồi, thì em chỉ có một mong muốn duy nhất là nếu như mà em thành công là em chỉ có lo cho mấy em nhỏ trong chùa em thôi. Và nhưng mà em thì cũng sẽ em có một cái gia đình là lúc nhỏ cũng giống như là nuôi em vậy á, hỗ trợ nuôi em. Thỉnh thoảng mấy chị cũng nói với em là em phải yêu thương mẹ và phải hiểu cho mẹ. Cái điều đó nó mới làm cho em băn khoăn là mình không biết phải làm gì tiếp á. Lúc trước là em lo sợ và em nghĩ về rất là nhiều thứ. Em sợ người khác không hài lòng về mình, sợ người ta có buồn không, tại vì em thì em lại rất là dễ. Nếu như mà em làm người khác buồn em cảm thấy có lỗi, nên là em lo sợ rất là nhiều thứ. Những câu chuyện này là những câu chuyện mà em ít, ngay cả người xung quanh em cũng rất là ít người mà em có thể chia sẻ. Thứ nhất là em cũng muốn gặp ba, và thứ hai là em cũng muốn nếu như mà mẹ hay là em những người mà giống như là muốn em phải yêu thương chăm sóc hỏi han mẹ thì sẽ biết là bản thân em cảm thấy như thế nào. Và nếu như mà muốn mọi thứ nó thay đổi thì phải là cả hai chứ không phải một mình em. Rồi, cảm ơn Thư. Cảm ơn em với một cái sự can đảm và thoải mái khi xuất hiện ở đây. Thực ra câu chuyện của em nó có quá nhiều những cái bài học cho tất cả mọi người. Quý vị khán giả thân mến, có những cái sai lầm trong quá khứ là những cái điều mà chúng ta nó đã diễn ra rồi. Những em bé bước ra từ những cái tình huống bị bỏ rơi, nó luôn là những cái chấn thương tâm lý đi theo các bạn ấy cả đời, có thể dẫn đến cái cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi tiếp tục trong những mối quan hệ sau này, hoặc là luôn luôn là một cái người tự ti vì cố gắng làm hài lòng người khác, bởi cái cảm giác bị bỏ rơi đã được gieo mầm khi mà các bạn đó còn bé. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện, và quả thật ai ngồi đây cũng có chuyện. Chúng ta sẽ tạm biệt nhau và hẹn gặp nhau vào tuần sau cũng ở đây với Ai Cũng Có Chuyện. Trình thôi ha. Đầu tiên xin mời anh giới thiệu họ tên, công việc, quê quán của mình ạ. Họ và tên của mình là Phạm Tấn Đồng. Nghề nghiệp của mình là bác sĩ. Nguyên quán của mình là ở Quảng Nam. Mình đang làm ở đâu vậy bác? Mình đang công tác, hiện tại là mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng á. Mình là bên bác sĩ, là bên khoa nào ạ? Mình là hiện tại là bác sĩ đa khoa. Mình hiện tại là mình đang đi học cái lớp là bác sĩ chuyên khoa 1, là chuyên về ngành là chẩn đoán hình ảnh đó. Rồi vậy là ủa, quê mình ở Quảng Nam là gia đình
vào đây chưa hay là như thế nào ạ? Quê gốc là của tổ tiên của ông bà thôi, nhưng mà bố mẹ rồi mình rồi bản thân của mình là đều được sinh ra được lớn lên là ở tại thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Rồi, bác sĩ Đồng là sinh năm bao nhiêu ạ? Mình sinh năm 1993. Trời gì mà nói nhỏ rồi ghê vậy. Phải nói nhỏ chứ. Dấu tuổi hả? Nhỏ chứ. Rồi, nhưng mà bác sĩ Đồng là khoan cho cái này hỏi tế nhị tí, có nghĩa là tóc của mình á là nó có vấn đề gì mà mình để kiểu này hay không? Không, ý là mình hớt kiểu tóc thì cho nó mát thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. À vậy hả? Ừ. Rồi ok, không có thôi, tại mình thấy lạ hỏi vậy À. mà. Hãy còn trẻ sao ta phải để máy móc đồ sao lại. Đâu, mình tuổi thật của mình là đâu có, mình đâu phải mình nói vậy thôi chứ mà tuổi thật mình là 1986 á, mình cũng gần 40 tuổi rồi. Thì chứ sao nói cho anh chính bà. Bác sĩ Dịch cũng dữ. đùa. Bởi Không tôi nói thì cái gì? cái mặt này thì 86 tinh hơn là 93. 1986 á, đúng rồi. Nãy nói tuổi tuổi của bạn gái hay gì vậy? Không, đâu 93 là người yêu cũ có tơ đâu. Người yêu cũ đâu, bây giờ mình chưa có vợ, mình mới đi tham gia chương trình chứ, ý là hay gì? gọi là Vậy thì đã từng quen bao nhiêu cô bạn gái rồi? mình đã từng quen, nói chung là yêu đơn phương mà cũng gọi là nói chung gọi là coi như là không 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 có yêu á, thì cũng khoảng Là 4 đến chưa. 5 mối tình thôi. Rồi 4 năm mối tình luôn rồi sao mà chia tay vậy bác sĩ? Mình cái duyên, thứ nhất là cái duyên của mình nó với cái người đó là nó có duyên gặp, nhưng mà cái nợ sẽ không có đến được với nhau, và cái tính cũng nhiều yếu tố lắm. Mình thì nói chung là không phải là mình nói là cái công việc nó chưa ổn định, nhưng mà hồi xưa hồi cái đó còn trẻ, hồi thời thanh niên á, thì ai thì cũng còn cái sự bồng bột, suy nghĩ cũng chưa có được chính đa, gọi là đứng đắn cho lắm. Hồi đó là mình hồi nhỏ mình hay cái kiểu như là cứ nghĩ là cái việc là nghĩ tới việc chơi thôi, chứ không có nghĩ tới việc làm việc học này kia. Nên Rồi bây giờ là tôi cũng đã thay đổi rồi, cũng đã thay đổi về về cái tính cách rồi, rồi cũng như là cái nghề nghiệp rồi, rồi hiện tại cũng như là cũng là tạm ổn thôi, chứ cũng gọi là chưa có mình làm bác sĩ đa khoa là mình có làm cho bệnh viện nào không ha bác sĩ Đồng? mình làm ở trung tâm kiểm soát bệnh tật á, nó thuộc hệ dự phòng của tỉnh Lâm Đồng á, của À tỉnh Lâm Đồng á. À. CDC CDC đúng rồi đó. đúng không? Nhưng mà Rồi mình nhưng đi học về chẩn đoán hình mà ảnh rồi mình có về bệnh viện mình làm không hay là mình vẫn làm ở đó? vẫn làm CDC á, tại vì hiện tại là bên cái phòng khám của mình á, bên mình là nó chưa có bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh, mà hiện tại là đã có phòng có máy chụp X-quang hết rồi. Rồi. Ok, điểm mạnh điểm yếu của bác sĩ Đồng là gì bác sĩ Đồng? Điểm Nãy yếu giờ của nói về mình tình trường rồi giờ nói điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Chụp hình chẩn đoán hình ảnh hả? là chắc chắc chụp hình chụp đó là anh với lại là không biết tán gái. Ủa tưởng Không mấy cô mà vào chẩn đoán hình ảnh tôi thấy bắt lột đồ ra hết để chẩn đoán hình ảnh cơ mà. có, cái đó là tư thế ví dụ như đi chụp chụp X quang phổi hay là những cái bộ phận khác. Còn đa À số ví dụ như còn chụp MRI này, chụp CT nè, vẫn có chụp cái à toàn bộ cái cơ thể là từ cái não bộ đến xuống dưới cái bàn chân của mình á. Thì khi mà cái phim MRI, phim CT á, thì nó sẽ dễ dàng, nói chung nó sẽ bộc lộ ra những cái nhìn cái hình, cái là mình coi như là mình biết là bệnh nhân là bệnh gì rồi. Còn cái trường hợp mà phim X quang là rất là khó đoán, nếu mà đi chuyên ngành sâu á thì mới là mới mà giỏi á thì mới là coi chẩn đoán được, nhìn cái hình X quang đó là chẩn đoán được coi thử là cái tình trạng là cái phim X quang như nào, còn mình sẽ Tức đoán là là bệnh mình nhân sẽ là là bệnh gì. người đọc đọc kết quả từ những cái Đúng X-quang, còn những cái người đúng thực đúng hiện là rồi những kỹ thuật viên đúng không? đúng rồi đúng rồi đúng rồi người kỹ thuật viên gọi là cử nhân á, cử Đúng nhân với rồi, kỹ kỹ thuật thuật viên. Rồi. viên Ok. Rồi, còn điểm yếu của mình là gì? À quên chưa nói xong điểm mạnh nữa. điểm mạnh ha. Điểm mạnh là mình thứ nhất mình cũng thích đi, thứ nhất là về mình cũng thích đi nghe nhạc nè, thích đi du lịch nè, thích đi phượt nè,
rồi về cũng có lâu lâu cũng có chơi một số lâu lâu cũng chơi chơi thể thao, và đặc biệt cái bộ môn mình yêu thích nhất là bộ bộ môn bóng đá. Thôi ở Đà Lạt thì mà vẫn còn thích đi du lịch nữa Ồ, hả? thì vẫn vẫn phải đi đây đi đó cho nó phải biết chỗ này chỗ kia. Tôi mỗi lần đi du lịch thì tôi chỉ có điểm đến Đà Lạt là điểm đầu tiên thôi đó. Rồi, về tình trường thì nãy nói sơ rồi, bây giờ mong muốn tìm kiếm mẫu người như thế nào vậy bác sĩ? Mình thì chủ yếu là sao, nói chung là một nửa còn lại thì mình thì sao cũng được, nhưng mà mình thì về cái quan không phải là quan trọng về cái nghề nghiệp gì, nhưng mà thực sự là những cái ngành nghề mà mình thấy coi như nó hay, nó có ý nghĩa trong cái hiện tại, trong cái cuộc sống này và tương lai. Thì một trong số cái ngành là thứ nhất là ngành về quân đội này, thứ hai là ngành bác sĩ, thứ ba là ngành giáo viên, và thứ tư là ngành quản lý. Thì mình chỉ mong rằng là nếu mà chương trình mà tìm được cho mình người phụ nữ mà nằm trong bốn cái ngành nghề này thì là rất là ok. Còn về tính cách, về ngoại hình á, thì nói chung là mình phải khi mà phải làm quen với nhau thì từ từ sẽ hiểu được. Còn chứ còn mình thì mình không có yêu cầu về nhan sắc, về chiều cao, về cân nặng hoặc là về cái ngoại hình đó. Kiểu là bốn ngành nghề mà mình nói vừa rồi mình nói thôi á, để mà sau này mình còn có nhiều cái mình còn có sự ví dụ Mà như hiểu nhà nhau, nhóm hiểu ngành nghề nhau về ấy thì sao, chân nhóm ngành nghề thật. về quản lý là làm sao, là ví dụ Quản như lý thì quản là lý công việc về văn nhà phòng nhưng mà hàng làm nè, chức quản lý à? quản lý nhà hàng, quản lý khách sạn rồi đó. Thì đi khách sạn nhiều mà, đi ra ngoài không gặp hả? Đúng rồi, nhưng mà ý là còn không thì ý là coi như thì mình cũng, nếu mà chương trình không tìm được cái ngành quản lý thì là ba ngành còn lại: quân đội, ngành y với là ngành giáo viên, ngành sư Còn về quê quán, về tuổi tác của bạn gái thì sao? phạm. Không quan trọng luôn, nói chung là về mình, nói chung là mình cũng mong rằng là quen những người là phụ nữ đã lớn tuổi, thì nói chung về cái cuộc sống á, người ta sẽ hiểu về sâu hơn. Vì khi mà ví dụ như là khi mà chưa có lập gia đình người ta vẫn hiểu, rồi trong quá trình lập gia đình rồi đến lúc mà khi mà sinh con ra thì cái cách mà những người phụ nữ mà lớn tuổi đó thì người ta sẽ Lớn hiểu là được lớn hơn. cỡ nào? Lớn hơn bác sĩ maximum mấy tuổi thì được? Thì từ khoảng độ khoảng dưới 80, dưới tức là từ từ 80, từ khoảng 80 đến 85 86 vậy đó, khoảng đó. Trời ơi, là lớn hơn 6 tuổi vẫn chấp nhận hả? Bình thường Ok. đó. Ủa rồi khoan, trong trường hợp người đó ly hôn thì được không bác? Ly hôn nhưng mà người đó là chưa không có có không chưa có con á, tại vì nói chung là mình thì sao cũng được, nhưng mà về bố mẹ khía cạnh của mình á là phải là quen với người phụ nữ nào mà chưa từng lập gia đình, À, lớn có tuổi cũng nhỏ được tuổi nhưng thôi. mà phải chưa từng lập gia đình. Ví dụ có ly hôn nhưng mà gọi là chưa có con á. Chứ còn ly hôn mà có con thì đối với mình là mà cái đó thì bây giờ thật sự là bây giờ mình nói là bây giờ mẹ đơn thân rất là nhiều, ý là vậy, nên là không có khi mà phải tìm hiểu cho kỹ thì mới sẽ đưa ra cái quyết định của mình là đi đến cái luận là có cưới hay không á. Ok. Rồi mình có điểm gì mình không thích ở bạn gái không? Thứ nhất là mình không thích cái một vài điểm như sau này. Cái thứ nhất là phụ nữ là xăm mình. Cái thứ hai là phụ nữ là về tứ đổ tường. Về nói chung là chỉ có ví dụ như ăn nhậu á, thì đối với mình cũng nay mình là cũng là một người mình cũng nhậu cũng này kia, nhưng mà mình không có cản vợ mình là ăn nhậu. Nhưng mà nói chung là vợ mình là phải biết, là ví dụ như đi chơi với ai hay đi nhậu với ai là phải biết cái người đó như thế nào, phải tìm hiểu sâu, hiểu không? Chứ còn là mình đặc biệt là mình thấy ví dụ như là xăm hình là một này, xăm hình là một này, cái thứ hai là hút thuốc, thứ ba là cờ bạc đó. Thực sự là ba cái điểm yếu đó, ba cái điểm đó thì thực sự đàn ông cũng có, nhưng mà nhiều khi mình nhìn người phụ nữ á, mình xin lỗi chứ không phải là gì, đàn ông xăm mình là thấy là khó chịu rồi, phụ nữ xăm mình nó đâm ra nó phiền gái lắm.
Thăm nhỏ cũng không được luôn không có hả? được có nhìn nó không có được nhìn cái coi như là nhìn cái hình này xong Thăm mình thanh thấy tự nhiên thuốc coi nhỏ như quá là vậy. mình mất cảm tình rồi. Nhưng mà đặc biệt Thăm nhỏ cũng là không cô được nói luôn. rằng là chương trình là tìm cho mình một người phụ nữ là chỉ cần nhìn có khuôn khuôn mặt phúc hậu thì tất cả mọi vấn đề thì sẽ và cái tính cách người đó sẽ thì đối với mình là cỡ nào mình cũng chấp nhận hết đó. Tức là bắt buộc là không có xăm mình, xăm nhỏ cũng không được luôn. Alo. Xăm nhỏ cũng không được luôn hả? Alo, ủa sao kỳ vậy? Alo. Ủa sao mà nó sao mà Dạo này bạn vừa có cuộc gọi điện thoại đến á, xong rồi nó bị ngắt cuộc gọi ấy mấy đứa. alo sao mà không nghe dễ vậy ta, nghe nhưng mà nghe nhỏ lắm. Mà sao bên mình mình nghe cái âm lượng ở bên cái ekip của chương trình bạn muốn hẹn hò là thấy nó nhỏ lắm. Thôi bây giờ thế này nha, mình nghe chưa này, mình nghe rõ chưa? Phải phải kê sát vào tai mới nghe chứ còn để bình thường nói chuyện vậy không nghe gì hết. Ok. Bây giờ thì cuộc phỏng vấn nó cũng xong rồi, tại vì mình cũng chia sẻ đủ các thông tin rồi. Nếu như mà có người phù hợp và có lịch ghi hình hợp lý thì chương trình sẽ biên tập liên hệ lại để làm nội dung với bạn ha. Ok. Rồi, ok. Cảm ơn bác sĩ Đồng nhiều ha. Rồi ok, xin chào, xin chúc Rồi. toàn thể Năm 1992. Bạn ơi, bạn nói to to lên xíu được không? Nghe Mình được tên là hết. Trần Mạnh Dũng nhé. Mình hiện tại là đây, quê thì ở Nam Định. Hiện tại bạn đang ở đâu? Quận 12. Ở quận 12. Rồi. Hiện tại lúc đang làm công việc gì và sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 992. Hiện tại đang làm việc công việc gì? Làm gì cơ? nhân viên phục vụ thôi. Ê Dung, cậu cầm cái điện thoại lên, chắc là cái đặt đặt cái điện thoại xuống nó bị che mất cái mic rồi, không nghe được. Mình tên cũng năm 1992. Rồi đang làm hiện đang làm công việc gì? Mình làm nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cho nhà hàng. Nhà hàng trên quận 12 ạ. Không ở Tân Phú. Nhà hàng Tân Phú rồi. Thu nhập mức thu nhập của mình là trung bình bao nhiêu tiền tháng? Khoảng 10 đến 12. Đến 12 triệu tháng. Rồi. Bạn có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Cũng không có điện thoại nói chung là mình không thích mà không thích nhậu nhẹt. Bạn ơi, bạn bạn cầm cái điện thoại của bạn lên hoặc bạn để gần lại không nghe được cái gì hết. Không tính cách thì mình cũng không thích chơi bài của tập giờ mình chỉ có muốn hay Cầm 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 sát điện thoại vào mặt đi, cầm sát điện thoại vào cái gần gần mặt xong rồi cứ thế mà nói thôi, mà nó nghe không được luôn. Không thích chơi bời tụ tập xong sao nữa. mình cũng không nhậu không hút thuốc không uống rượu gì. Sở thích thì hát mới đọc sách thôi. Hát và đọc sách. Đúng không? Rồi. Hiện tại là ở trên quận 12 thì mình đang ở nhà cửa như nào? Thuê nhà hả? Mình ở chung với mẹ với cả chị. Mẹ và chị gái. Chị là anh trai. Nếu bây giờ mà tìm được bạn gái mà phù hợp ấy thì khoảng bao giờ thì tiến đến hôn nhân được? Thì chắc là khoảng 2-3 năm gì đấy. Khoảng 2-3 năm. Đúng rồi. Bây giờ bạn lên chương trình bạn muốn hẹn hò là bạn mong muốn tìm người kết hôn hay là muốn người tìm người hẹn hò? Thì trước mắt thì cứ hỏi trước đi rồi kết hôn mình cũng muốn đó nhưng mà tìm người phù hợp được thì mới tính. Rồi bạn mong muốn tìm đối tượng như nào? Thì mình muốn tìm người không cần xinh đâu nhưng mà nhìn hiền hiền một chút. Đừng mập quá được rồi. Đừng gì? Đừng mập quá được rồi.
Đường mập quá. Tuổi tác. Tuổi thì ít tuổi hơn mình là được. Ít tuổi hơn. Công việc của bạn đó. Công việc thì không quan trọng lắm, miễn là không vi phạm pháp luật và trái với đạo đức là được rồi. Không trái pháp luật. Rồi. Chiều cao. Chiều cao thì tầm 1m55 là được rồi. Rồi. Quê quán vùng miền. Ở quê thì không quan trọng, nhưng mà ở Sài Gòn thì tốt. Ở Sài Gòn là mấy tỉnh lân cận thì tốt. Sài Gòn đi. Đang sống ở Sài Gòn mà chơi thì ở đây cũng được. Rồi. Ok. Ok, cảm ơn Dũng nhé. Rồi, cảm ơn. Nếu mà tìm được người phù hợp thì chương trình đó thì sẽ ấy nhá. Bao nhiêu tiền? Thu nhập một tháng của bên em thì của em thì làm kinh doanh thì nó sẽ dao động chừng khoảng là 15 đến 25 triệu anh ạ. 25 15 đến 25 nó trung bình mức mức đấy. Vậy thì bây giờ mình vào trong Bình Dương này rồi thì hiện tại mình đang ở nhà trọ hay sao? Không ạ, công ty thì có mua một căn liền kề 3 tầng đấy anh. Đấy, để vừa làm văn phòng mà vừa có chỗ ở cho cán bộ nhân viên từ ngoài Bắc vào ạ. Rồi. Dạ. Long có điểm mạnh điểm yếu gì? Bạn làm con người như nào? Dạ, điểm mạnh của em thì được cái là chăm chỉ chịu khó anh ạ. Rồi. Còn gì nữa không? Và tự lập từ nhỏ. Dạ. Tự lập chịu khó. Con điểm Dạ. yếu của mình. Điểm yếu thì sống thiên về tình cảm nhiều. Thế là trong chuyện tình cảm thì lúc nào mình cũng là người mà cũng là người muốn chịu thiệt thòi nhiều nhất, chứ không muốn đối phương phải chịu những cái thiệt thòi khi mà xảy ra những cái vấn đề mà nó không tốt đâu. Rồi, trước giờ bạn có mấy mối tình rồi? Trước giờ thì em có hai mối tình. Một mối tình thì là từ thời cấp 3 ấy, kiểu sinh viên ấy, cấp 3 xong lên đại học ấy, thì đấy như kiểu là mối tình ở ghế nhà trường ấy ạ. Rồi. Còn một mối tình trưởng thành thì là yêu xa một bạn ở bên Nhật, chờ bạn ấy 3 năm. Trong vòng 3 năm cuối cùng là cái đợt mà có chuyến bay giải cứu anh, đợt đấy Rồi. vé cao quá nên là cũng do một phần về kinh tế dịch dã xong là khoảng cách xa quá hai người không đến được với nhau là bọn em chia tay từ đầu năm 2022. Dạ. Chia tay đầu năm 2022. Vâng ạ. Thế lúc đấy là vé cao, thế là bạn ấy đó cũng là người Việt Nam ạ. Đúng rồi anh ạ, ý là bạn ấy cùng quê. Thế là hai người cũng yêu xa được từ 29, từ năm 2019 cho đến 2022 là cũng 3 năm chưa được gặp nhau ấy anh. Trong đợt đấy bạn ấy bảo giá vé cao quá thế là Bạn không về nữa. cũng không về nữa. Dạ. Mà bây giờ bạn cũng lấy chồng rồi. Rồi. Dạ. Bây giờ bạn mong muốn tìm được một người như thế nào, mẫu người của mình? Thực ra em cũng chỉ muốn tìm được một bạn gái mà chung thủy đấy anh ạ. Chung thủy và cả hai cùng cho nhau cảm giác an toàn. Đấy là cái điều mà em cũng chỉ cần duy nhất là bạn nữ Về thôi ngoại ạ. hình ấy, về ngoại hình đó. À, ngoại hình thì em thích một bạn nữ nhỏ nhắn hiền lành, còn cũng chỉ cần như thế thôi chứ không yêu cầu gì cả. Quê quán vùng miền sao? Dạ, Quê quán quê vùng quán miền. nếu mà bạn đấy ở ngoài Bắc thì tốt ạ. Ý là ngoài Bắc mà vào vào trong Nam lập nghiệp thì tốt. Ý Rồi. là văn hóa về văn hóa thì nó sẽ đồng điệu hơn đấy ạ. Rồi. Dạ. Ở ví dụ như những cái vị trí mà lân cận bạn có thể nghĩ là mình có thể hẹn hò được, cái vị trí lân cận thì là Sài Gòn, Bình Dương, xong còn đâu nữa không? Yêu xa được không? Yêu xa ví dụ như là ý Cái chủ là cái phạm vi mà bạn có thể chấp nhận bạn gái hẹn hò được á, thì bạn gái ấy sẽ là ở đâu? à dạ vâng, có thể là một nếu mà đi làm trong này, một là Bình Phước này, Bình Rồi. Dương, Đồng Nai, Sài Gòn. Rồi.
Long An, Tây Ninh, đấy là các tỉnh mà lân cận chỗ em đang làm. Thì cũng gần, nó có cuối tuần trước mình gặp nhau cũng Hoặc vẫn được. hoặc Đắk Nông cũng được, hoặc Đắk Nông cũng được, cũng gần. Đắk Nông à? Vâng ạ. Rồi. Thì nếu Dạ. mà bây giờ mà có bạn gái mà hợp với hẹn hò với mình á Dạ. thì khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Thực ra em thì cũng sẽ tôn trọng phía nhà gái nữa, vì em lúc nào đến thời điểm bên này, về thời điểm hiện tại thì về kinh tế rồi mọi thứ cũng tất cả đã ổn định hết rồi. Nhà cửa quê thì cũng cũng có khang trang, xây dựng cửa sang sạch sẽ đâu đấy hết, có phòng riêng rồi. Là nhà cửa ở quê à? Vâng ạ. Có nghĩa là em là nhà cửa quê ở Ninh Bình là có cũng đã làm một phòng riêng để cưới ạ, có hết, hoặc là trong chi nhánh cũng có một phòng riêng để cho ví dụ sau mà có vợ con anh, đấy là cũng có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng hết mọi thứ rồi, chứ không phải đi ở thuê nữa, vì đây là công ty hỗ trợ hết mọi thứ mà không mất gì cả. Dạ. Ok. Còn đất ở Hà Nội em cũng có 2 miếng rồi, cũng đi làm tích góp 4 năm là cũng có được 2 miếng đất ở ngoài Hà Nội rồi, đấy là cũng làm vốn sau này hai vợ chồng có cùng nhau vun vén hay là có những dự định tương lai Rồi, ok. ạ. Rồi, bây giờ Dạ. cho mình hỏi một chút xíu nữa về độ tuổi á. Độ tuổi của Vâng. bạn gái thì bạn thấy như nào là phù hợp? Thực ra ý là đây là em cũng chia sẻ riêng nhá, chứ còn nếu mà tuổi hợp với lại tuổi của em thì hợp là tuổi 99, 2002 và 2003. 2003. Dạ. Nhưng mà mình có quá nặng nề về cái tuổi hợp này không? Không, không, đây là anh hỏi thì em mới nói thôi, còn nếu không thì thực ra không nặng nề quá về tuổi tác. Đúng rồi, Còn chẳng qua hơi mấy cái sớm. tuổi này thì nó hợp nhau về đường làm ăn buôn bán thôi. Dạ. Rồi, bây Dạ. giờ là nói mình cũng đang có một cái bạn gái cũng rất là phù hợp với lại cái tiêu chí của bạn á. Đó, Dạ. mình cũng chia sẻ thật là mình có bạn gái rất là khá là phù hợp với lại tiêu chí của mình. Thì không biết là cái ngày ngày 31 tháng 7 bạn có thời gian không? 31 tháng 7 là thứ mấy anh nhỉ? Tại vì hôm nay là mình casting này thì mình thấy thông tin của bạn ấy nó phù hợp với tiêu chí cái bạn gái của mình đó, mà mình đã cast làm việc với bạn ấy rồi. Dạ. Thì ngày 31 tháng 7 là ngày thứ hai ra đầu tuần. Thứ hai 31 rồi. Vâng ạ, nếu mà chương trình sắp xếp thì em sẽ chủ động thời gian Thì để đấy thì nếu là bạn ok vào cái ngày đó rồi ha, thì chắc chắn là hôm nay hoặc là ngày mai, chắc là ngày mai mình sẽ call điện thoại, chỉ có tôi là biên tập sẽ điện thoại với bạn nha, và hai anh em mình sẽ nói rõ hơn về những cái câu chuyện về tình trường, về những cái câu chuyện về thêm về những cái yêu cầu rất nhiều hơn nữa, Dạ. để mà mình sẽ tìm lại điểm chung và mình sẽ thống nhất với nhau để mà cái lúc mình lên sân khấu mình như nào cho nó hợp lý nhất nha. Dạ. Rồi. Mà em hỏi chút, nếu mà lúc thứ hai em, ý là bố mẹ thì hiện tại đang ở quê, đang ở ngoài Bắc em, thì ý là có cần phải đi cùng với ai không anh, người quen? Đi cùng với người quen đi. Đi cùng với người quen cũng được. Không, nếu mà muốn bố mẹ coi hình của con dâu ấy thì muốn bố mẹ coi hình của con dâu ấy thì call video thoải mái. Dạ. Tại vì vấn đề là duyên số ấy, thế nên là chưa mình đang casting mà mình cảm thấy phù hợp thì mình mới đặt vấn đề với bạn luôn, tại thời gian nó cũng gấp Dạ. rút á. Em hiểu. Thì ý kiến của bạn như nào thì có gì mình sẽ liên hệ lại với nhau nhé. Dạ. Thế em có thể hỏi chút thông tin về bạn nữ được không ạ? À không, mình xem trên chương hình truyền hình như thế nào thì mình sẽ làm như thế luôn. À dạ. Mình tất cả mọi thứ, kể cả bạn lên trên này, chỉ có biên tập là người mà biết rõ về hai người thôi. À dạ. Cầu nối sẽ là mình, và mình đảm bảo là phải có cái điều gì đó nó phù hợp, và phù hợp bao nhiêu phần trăm thì mình mới dám đưa ghép bạn cho bạn đó ha. Dạ, Còn dạ. hai người gặp mặt nhau mà cảm thấy hợp hay không lại là một câu chuyện khác nữa Đúng nhá. rồi, Rồi, dạ. ok. Dạ Rồi vâng. thế nhá, cảm ơn bạn nhá. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhé. Dạ. Rồi rồi. Dạ vâng ạ, chào anh ạ. Dạ.